Trong tay không tiền đời mấy ai thương. Những lúc có tiền nhiều kẻ ghét ghét, bao đêm ngao ngán thở dài, nhìn lên mà hỏi ông trời, giờ tôi biết sống làm sao trời ơi. Ông trời ngoảnh mặt làm ngơ, vì đời không giấu trong mơ, kiếp người phận dò xin ai trần gian lại. Xin kính chào toàn thể quý vị, các bác và anh em. Trước mặt các bác là cái mẫu F28 phiên bản limit và giới hạn đặc biệt. Cái mẫu này thì bên em đang có cung cấp với mức giá rất là phải chăng. Hình như là có phải chăng. Con này nếu như phiên bản thùng gỗ MDF thì là vào 6,5 triệu. Với phiên bản thùng gỗ ván F thì này nó sẽ là vào 7,2 triệu các bác nhé. Sử dụng củ loa Mary với củ loa 8 inch và công suất là 200W RMS một củ, hai củ là 400W, công suất chương trình là 800W và công suất tối đa trong vòng 3 giây chịu được là 1600W. Với củ loa 20 này thì công suất như thế là cũng khá là lớn, và mắc FPL của một chiếc loa này đâu đó nó khoảng tầm 133 hay 132 dB ấy. Một chiếc F28 2 bát 20, một kèn và kèn đây. Các bác vừa rồi được nghe qua cái chất âm em mở gọi là vừa chứ không mở to, bởi vì mở to ở trong xưởng thì toàn mái tôn thôi, nên hôm nào mà bế ra ngoài trời thì các bác sẽ được chứng kiến và sẽ được trải nghiệm cái chất âm mà gọi là Max Volume của F28 cũng như là F18, một phiên bản nó gọi là nồn hơn và sử dụng một củ loa. Bây giờ là anh em sẽ lắp nốt chiếc loa này vào, và trong clip lần sau thì em sẽ demo lên nhạc với cấu hình là 2.1, sẽ sử dụng hai chiếc F28 và một chiếc BB15S để đánh outdoor ngoài trời, không gian ngoài trời. Đấy. Chứ không thể chơi trong phòng được. Chơi trong phòng thì giờ chưa có phòng demo nên là chơi nó hơi khó. Thì em sẽ tiếp tục mời các bác nghe thử lại đoạn nhạc nữa các bác nhé. Súp này. Thương sầu xót xa lòng tôi, còn đâu em hỡi hương xưa một thời, tìm trong di vãng cơn mơ gọi mời. Thôi rồi tình ta ly tan, nay người về nơi cao sang, bỏ tôi không duyên. Trên đây là các bác được nghe liên khúc Tiền, Đêm Cuối và Nụ Cười Biệt Ni của Ngọc Sơn và Dương Ngọc Thái trình diễn trên F28. Cấu hình sử dụng là đang dùng qua một chiếc vang số X8 đã được cài đặt sẵn preset của cấu hình loa này. Tức là nôm na là các bác hiểu là em đã đo đáp tuyến và nắn cho nó gọi là theo mức tiêu chuẩn do bên em đề ra với súp và với full, để cho ra cái chất âm tốt nhất trong khoảng tầm 3-4 mét. Đấy, đặt mic đâu thì lấy điểm ngọt ở đấy. Còn nếu mà muốn cái dòng này mà nó thể hiện được hết thì thứ nhất là phòng nó phải rộng, với thứ hai là các bác mà chơi outdoor ngoài trời thì nó sẽ làm nhiệm vụ là side view hoặc là form view để đánh cho mini night show, sự kiện tiệc cưới vừa và nhỏ, hoặc là đánh làm side view cho sân khấu thì nó cũng khá là tốt, khá là ok. Với góc mở họng kèn là 60-90 các bác nhé, 60 trên xuống dưới và 90 cho phải là hết cỡ, tại trừ 6 dB, trừ 3 dB thì nó là chỉ là 40-60 thôi. Đây là cái họng kèn, họng check kèn nó tuyến tính, mà nó con này nó phóng rất là xa. Về đặc trưng nữa của dòng này, nó thuộc dạng là loa chuyên về midram lời ca tiếng hát, nên là khi mà các bác nghe cái loa này xong, các bác so sang các cái dòng loa 25 hoặc 30 loa đơn thì chất âm con này nó sẽ có phần vượt trội hơn về cái lời ca tiếng hát. Thì
thiên về nòi các bác nhé. Đấy. Bên trong đây cái mạch phân tần, mạch crossover. Trên đây là video giới thiệu tổng quan về F28. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm liên hệ trực tiếp với phiên bản này. Thì em đang có vài cặp phiên bản là gỗ ván ép. Còn lại rất nhiều nữa là gỗ MDF thì giá nó sẽ rẻ hơn. Nguyên liệu gỗ làm cái thùng này nó sẽ tốn hơn là cái gỗ kia. Nó đắt tiền hơn. Nên là chi phí nó sẽ độ lên. Các bác nào quan tâm đến các cái option do bên em cung cấp đề xuất thì liên hệ trực tiếp với em. Các bác mua hàng thì em sẽ hỗ trợ cho các bác về cài đặt cấu hình cũng như là các cái chế độ preset khớp cho F28 hoặc là khớp cho F18 hoặc là khớp cho BB15S. Em sẽ có cái thông số để các bác khớp vào cái bang số của các bác. Đấy, em chỉ cần cung cấp cho các bác thông số equalizer bao nhiêu ban đấy, và góc cắt, điểm cắt HPF, NPF, thế là các bác có thể làm chủ được cái loa này. Đấy, làm chủ được F18, làm chủ được F28, làm chủ các cái dòng súp như là đời B, đời TH thì có thể chơi được tốt. Ok, trên đây là video giới thiệu nha. Các bác nào quan tâm nhớ alo trực tiếp cho em. Bên em cung cấp hàng, giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra, thanh toán.